Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 là dịp để các thế hệ học trò tri ân thầy cô của mình. Để tỏ lòng biết ơn đối với những người đã dạy dỗ chúng ta nên người, các bạn tham khảo những món quà ý nghĩa dưới đây để tặng các thầy cô kính yêu. Dưới đây là những món quà ý nghĩa dành tặng các thầy cô giáo. Luôn phấn đấu trở thành người tốt, người xuất sắc. Có lẽ món quà to lớn và ý nghĩa nhất với các thầy cô giáo chính là việc bạn luôn cố gắng phấn đấu trở thành những người tốt, giúp ích cho xã hội. Do đó, để chào mừng ngày này, bạn hãy không ngừng phấn đấu trở thành người làm chủ cuộc sống của mình, xuất sắc trong lĩnh vực bạn theo đuổi để thầy cô giáo có thể tự hào về bạn. Tặng thầy cô những món quà ý nghĩa. Việc tặng quà cho thầy cô nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 để bày tỏ tình cảm, tấm lòng với truyền thống tôn sư trọng đạo đã trở thành thông lệ của nhiều người. Không gì đáng trân trọng hơn sự quan tâm của học trò cũ đối với người đã dìu dắt mình trên con đường học vấn. Và lời tri ân của người học trò trở nên sâu sắc nồng ấm hơn với một món quà ý nghĩa và phù hợp. Tùy theo thầy hoặc cô cũng như lứa tuổi, sở thích của thầy cô mà bạn nên tặng món quà ý nghĩa khác nhau. Quà tặng sẽ thể hiện tấm lòng người trò cũ, sự quan tâm đến thầy cô. Do đó, món quà không phải sang trọng đắt tiền. Chỉ cần một món quà nhỏ thể hiện được sự an hiểu tâm lý của học trò đến những người lái đò đã cất công đưa mình sang sông là ổn. Ví dụ bạn có thể tặng thầy cô một cây bút. Cây bút gắn liền với nghề giáo và những năm tháng học trò. Vật có nhiều kỷ niệm với những năm tháng dưới mái trường kính yêu. Bút gieo niềm tin, đưa tới sự thật và truyền bá đạo đức. Tuy bút là quà tặng không cầu kỳ nhưng nó cũng mang rất nhiều ý nghĩa thiết thực với thầy cô. Đây là món quà thể hiện sự tinh tế, sự quan tâm của học sinh đối với thầy cô của mình. Gửi lời chúc tốt đẹp đến thầy cô. Nếu thầy cô của bạn ở xa hoặc bạn không thể tới thăm được, hãy gửi lời chúc 20/11 đến thầy cô giáo cũng như chia sẻ những kỷ niệm đẹp về thời cắt sách đến trường. Hãy cho thầy cô biết, tuy bạn ở xa nhưng những lời thầy cô nói vẫn in sâu và đi theo bạn cho đến bây giờ và mãi về sau. Hãy cảm ơn thầy cô đã đồng hành với bạn một đoạn ngắn trong cuộc đời này. Những lời chúc và tình cảm trân trọng của bạn sẽ khiến thầy cô nào cũng vui. Gọi điện thăm hỏi thầy cô. Khi bạn còn đi học, bạn sẽ thường xuyên được tiếp xúc với các thầy cô giáo của mình tại trường. Nhưng khi bạn đã rời xa mái trường thân yêu, bạn sẽ không có nhiều dịp về thăm lại trường cũ và những thầy cô giáo cũ. Và ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 chính là dịp bạn có thể về thăm trường xưa và thầy cô giáo. Đây sẽ là dịp hội ngộ rất có ý nghĩa. Và thầy cô nào cũng rất vui khi thấy lớp lớp thế hệ học trò của mình đã trưởng thành.